Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ cái phần chức năng mà mình đã demo trong các video trước, cũng như là cập nhật thêm một số tính năng mới, ví dụ như là thay đổi lại cái đoạn text của button cancel là button ok nè. Vậy thì trong video này mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm một chức năng nữa mà trong cái phần demo nó không có ha. Ở đây các bạn thấy là đối với cái component của mình á, nếu như chúng ta không có truyền vào hai cái hàm ok hoặc là hàm cancel, ví dụ mình ẩn hết đi, mình chỉ muốn giữ lại một mình cái thằng visible thôi. Rồi, run lại thử ha. Nếu như chúng ta chỉ có một mình cái thằng visible á, thì khi mình open cái model lên, mình bấm cancel không được nữa. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ phải tạo ra một cái hàm cancel mặc định ha. Tức là sao? Mình muốn cái component của mình nó hữu dụng hơn. Đó là cái cancel á, mình đã quy định là gì? Mình đã quy định là chúng ta có thể truyền vào hoặc không truyền vào, đúng không? Nhưng mà nếu như chúng ta không có hiện thực riêng một cái hàm on cancel ở bên trong á, vậy thì nếu như người ta dùng á, người ta chỉ có mỗi mình cái thằng is visible thôi, thì đồng nghĩa với việc là bắt buộc người ta phải hiện thực cái hàm on cancel để người ta ẩn đi, đúng chưa? Tại vì nếu như người ta không hiện thực thì coi như cái này của mình là bị không hoạt động rồi, đúng không? Mình bấm cancel đâu có ẩn được đâu. Cho nên lúc này này, cái việc mà mình định nghĩa cho cái thằng on cancel là dấu chấm hỏi ở đây á là không hợp lý. Tuy nhiên bây giờ mình vẫn muốn là dấu chấm hỏi, tức là người ta có thể truyền vào hoặc không truyền vào. Thì lúc này mình sẽ tạo ra một cái visible mặc định ha. Tức là visible cục bộ đó. Ở đây mình có một cái visible là cái visible ở bên ngoài component do thằng bên ngoài quản lý. Thì mình sẽ tạo tiếp một cái thằng visible ở bên trong thằng model cho bản thân cái thằng model quản lý. Và nó sẽ đồng bộ với cái visible ở bên ngoài. Được chưa? Nếu như người ta không truyền vào cái on cancel thì mình sẽ dùng cái visible cục bộ để mình cho nó ẩn đi. Đó là ý tưởng ha. Vì lúc này chúng ta sẽ tạo như sau nè. Mình tạo một biến constant. Cái biến này nó có tên là visible luôn, nhưng mà mình làm visible cục bộ ha. Is visible local này. Rồi set is visible. Cái set này thì không sợ trùng tên ha, cho nên mình khỏi cần ghi cái biến local cũng được. Hai cái tên này là do mình tự quyết định thôi. Bản thân thằng React á, nó khuyên mình nên tạo theo cái quy tắc này, một cái tên biến và một cái tên có cái chữ set ở phía trước đại diện cho cái hàm set state. Nhưng mà không nhất thiết mình phải tạo giống thôi. Ví dụ bên này mình có chữ local, bên này mình không có chữ local cũng được. Mình thêm cái chữ local vào á, để tránh bị trùng tên với cái prop này thôi. Đây, mình có một cái prop là is visible này. Đấy. Hoặc là nếu như chúng ta vẫn muốn sử dụng cái is visible, giả sử ha, mình vẫn muốn sử dụng cái is visible thì mình hoàn toàn có thể đổi tên lại thằng này. Prop tên một kiểu nhưng mà mình có thể tạo ra một cái tên khác ha, gọi là bí danh chẳng hạn. Mình tạo một cái gọi là is visible global hoặc là is visible outside chẳng hạn. Tức là cái visible ở bên ngoài ha. Đây là cách để mình tạo ra một cái tên khác cho nó này. Hai chấm tên khác. Rồi, cái thằng bên trong này nó chính là cái visible cục bộ nha. Các bạn nhớ rõ việc đó ha. Mình cho một cái use state cũng là phone luôn. Cũng là phone. Và để đồng bộ được với cái visible ở bên ngoài á, mình sẽ tạo ra một cái use effect. Đồng bộ tức là sao? Tức là bên ngoài có thay đổi thì bên trong cũng thay đổi theo. Các bạn hình dung không? Thì mình sẽ tạo một cái use effect để lắng nghe cái sự thay đổi ở bên ngoài, được chưa? Tức là mình sẽ lắng nghe sự thay đổi của cái thằng outside này này. Nếu như người ta mà không đã động gì tới thằng outside á, thì mình sẽ sử dụng cái thằng visual mặc định, được chưa? Ý tưởng là như vậy ha. Nếu người ta không dùng gì tới cái thằng bên ngoài thì mình dùng thằng mặc định. Còn nếu người ta có thay đổi gì ở bên ngoài á, thì mình sẽ đồng bộ ngược lại vào bên trong để đảm bảo hai giá trị này nó luôn luôn khớp với nhau ha. Thì mình ghi là set visible, set cái thằng visible cục bộ bằng với cái thằng is visible outside. Thì đây là chính là cái đoạn code để mình đồng bộ với cái thằng bên ngoài này. Và cái is visible này mình sẽ gán vào cái chỗ này bình thường thôi ha. Is visible này. Rồi cái use effect lúc này á là cái để nó lắng nghe cái thằng cục bộ, được chưa? Lắng nghe cái thằng cục bộ. Ok. Rồi. Vậy thì khi mình làm như vậy rồi á, mình sẽ thử coi nó chạy hay không ha. Nó lại trang này. Nó vẫn là phone đúng không? Bây giờ mình click vô cái nút này. Cái quy trình là gì? Click vô nút này thì sao? Click vô cái nút này á
thì nó sẽ set cái open model. Mình console cho log ở đây ha, có quy trình nó chạy này, set open model về true. Đây là cái bước đầu tiên. Sau khi set open model về true á, thì rõ ràng cái open model nó sẽ thay đổi đúng không? Cái open model thay đổi tức là cái is visible thay đổi. Cái is visible thay đổi tức là gì? Tức là cái is visible outside thay đổi. Is visible outside thay đổi tức là cái này nó sẽ chạy này. Thì đây chỗ này chính là cái bước số 2 ha, bước số 2. Is visible outside thay đổi theo. Đúng không? Thay đổi theo. Và khi cái thằng is visible outside này thay đổi theo á, thì mình sẽ tiến hành làm gì? Mình sẽ tiến hành xét lại cái visible trong local. Mình xét lại cái visible trong local tức là gì? Tức là cái thằng is visible local này nó sẽ chạy này. Đúng không? Nó sẽ thay đổi. Mà thằng này thay đổi đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với việc là cái use effect ở bên dưới sẽ chạy. Tại vì sao? Tại vì cái thằng use effect ở bên dưới nó lắng nghe sự thay đổi của cái thằng cục bộ mà đúng không? Đây nè, nó lắng nghe sự thay đổi của thằng cục bộ này. Cho nên mình có thể kiểm tra ở đây là bước số 3. Coi coi nó đúng với cái mình phân tích hay không ha. 3. Cái is visible, ở đây mình ghi là local cho nên rõ ràng ha. Thay đổi theo cái thằng outside. Được chưa? Rồi, nhìn run lại coi cái quy trình nó chạy thử ha. Lát lại trang. Tạm thời click console đi, bấm vào open. Đấy, đây là bước đầu tiên. Đây là bước số 2 và đây là bước số 3. Đó là toàn bộ cái quy trình nó chạy để mình có thể đồng bộ được qua lại giữa cái state cục bộ và cái state toàn cục ở bên ngoài. À, cũng không phải là toàn cục ha, nó chỉ là một cái state ở bên ngoài truyền vào thôi. Đấy, thì lúc này chúng ta đã hoàn toàn có thể sử dụng cái state cục bộ để mình xử lý. Vậy thì cái hàm onCancel này nè, nếu như nó không truyền vào á, thì mình sẽ tạo ra một cái hàm onCancel khác ở đây. Giống như cái hàm renderFooter này thôi, mình cũng có một cái hàm là hàm onCancel. Đây là hàm cục bộ nha. Hàm này không nhận vào gì cả và return về void. Được chưa? Hàm này nó sẽ làm cái gì? Tất cả những cái thằng bên trong này á, nó sẽ gọi trung gian thông qua cái hàm cục bộ ha, thông qua hàm cục bộ. Và mình sẽ kiểm tra ha, mình sẽ kiểm tra. Nếu nè, nếu như người dùng á, người ta có truyền vào cái hàm onCancel thì ok, mình sẽ gọi cái hàm onCancel đó. Đơn giản vậy thôi. Còn ngược lại, ngược lại thì sao? Ngược lại nếu như người ta không có khai báo cái hàm onCancel thì mình sẽ tiến hành set cái visible cục bộ về phone để cho nó ẩn đi. Hình dung được không? Hình dung được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ thử run lại ha. Open. Mình bấm cancel này. Nó vẫn ẩn được đúng chưa? Nó vẫn ẩn được và nó không liên quan gì tới cái thằng visible ở bên ngoài. Cái thằng visible bên ngoài này á, nếu như mình không có hiện thực cái hàm onCancel thì nó chỉ đóng vai trò là cái tham số mặc định đầu tiên thôi. Còn sau này nếu như người ta có nhu cầu tạo cái hàm onCancel thì một lần nữa ha, một lần nữa người ta có truyền vào onCancel thì onCancel này sẽ chạy nè. Nó sẽ gọi hàm onCancel ở đây. Và onCancel ở đây chạy thì tức là cái hàm này sẽ được chạy, đúng không? Hàm này được chạy thì set open model về phone. Set open model về phone tức là cái is visible ở bên ngoài nó thay đổi về phone. Nó thay đổi về phone tức là cái use effect này nó sẽ chạy về phone. Chạy về phone thì nó set lại cái cục bộ về phone. Thì nó cứ đi vòng vòng như vậy ha. Mình sẽ luôn luôn đảm bảo được cái state của mình nó sẽ đồng bộ với state ở bên ngoài nếu như cái bên ngoài thay đổi. Ok. Còn ngược lại, nếu như người ta không truyền vào onCancel thì mình sẽ dùng cái state cục bộ ở bên trong để mình cancel, để mình ẩn cái model đi. Thì lúc này nó mới đúng với cái ý nghĩa là onCancel có thể truyền vào hoặc không truyền vào. Đấy, rồi mình sẽ thử kiểm tra lại coi nó chạy đúng ý mình hay không ha. Ở đây là mình đang truyền cái cancel vào đúng chưa? Bấm OK này. Bấm cancel vẫn chạy đúng không? Bật lên bấm cái nút close vẫn chạy. Bật lên bấm vào cái mask, cái miền viền đen ở phía sau vẫn chạy. Bật lên bấm phím ESC vẫn chạy. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái dòng này đi. Tắt dòng này đi, mình chỉ truyền vào mỗi cái thằng visible thôi.
thì mình run lại, các bạn sẽ coi cái quy trình nó chạy ha. Đầu mình sẽ kiếm tới cái component của mình, tắt đi bật lại này, chuột phải kiểm tra phần tử vào phần component. Ở đây có vẻ là nó không load được ha, mình sẽ load lại đi. Anonymous, tại sao nó lại không có tên gì? React DevTool này có vẻ là có vấn đề. Ok, kệ nó đi ha, mình sẽ kiểm tra coi nó chạy được hay không đã. Open, vẫn chạy được này, bấm cancel vẫn được. Open một lần nữa. Ok, open lần nữa thì nó lại không chạy được. Không ha, thấy chưa? Vậy thì lúc này làm sao đây? Open lần thứ hai nó không chạy được là vì sao? Tại vì khi mình click vào cái nút này á, nó sẽ đưa cái visible ở bên ngoài về về true, đúng không? Khi nó đưa cái visible bên ngoài về true nhưng mà mình không hiện thực cái hàm on cancel thì mình ẩn cái này đi. Lúc này cái visible ở bên trong á, visible ở bên trong nó là gì? Nó là false, đúng không? Nó là false nhưng mà ở bên ngoài nó lại là true. Bên ngoài nó lại là true thì rõ ràng khi mình nhấn thêm một lần nữa thì thằng này nó vẫn là true thôi. Nó vẫn là true, đúng chưa? Nó vẫn là true, cho nên nó xong nó sẽ không hiện. Thì bắt buộc người ta phải hiện thực cái hàm on cancel nếu như người ta muốn sử dụng cái model lần thứ hai. Hiểu được chưa? Ok, vậy là mình đưa ra một cái tình huống như vậy để cho các bạn thấy là cách để mình có thể đồng bộ qua lại giữa cái thằng bên ngoài và thằng bên trong. Thì ít nhất người ta có thể sử dụng được một lần ha. Còn nếu như mà người ta không có hiện thực cái hàm on cancel á thì dĩ nhiên không có xài được, mà mình chỉ xài cái thằng cục bộ thôi. Ok, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong toàn bộ cái phần kiến thức liên quan tới React Hooks, những cái hàm hooks mà thường dùng nhất ha, thường dùng nhất trong dự án thực tế. Nó còn có rất nhiều nữa ha, nhưng mà mình không thể học hết được đâu. Thì trong chương học tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cái kiến thức gốc và kiến thức đặc biệt quan trọng của thằng Next.js, đó chính là data fetching, và cũng như là tìm hiểu về API và render phía server cũng như là gọi API ở phía server.